Chào tất cả các con. Trong trồng trọt, muốn cây có năng suất cao thì chăm sóc cây trồng là một công việc rất là quan trọng. Nếu chúng ta chăm sóc tốt thì cây trồng sẽ cho chúng ta thu hoạch được nhiều nông sản có chất lượng. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 19, đó là các biện pháp chăm sóc cây trồng. Tất cả các con quan sát và cho biết nội dung tranh của mình. Thầy có 4 bức hình A, B, C, D. Tụi con xem hình đã diễn tả những người nông dân này họ đang làm công việc gì đây. Thì tụi con thấy là hình A đó là cái cô này cô đang làm cỏ. Hình B là cô đang vun xới, là cô xới đất, cô đắp thêm vào cho ngay cái gốc của cây. Rồi hình C là những bà phụ nữ ha đang lấy lúa cắm thêm vào, dặm thêm vô. Và hình D là một anh nhà vườn đang tưới cây. Đó là những cái công việc ăn nông dân họ thường làm. Rồi chúng ta xem tiếp. Hình E, hình F, hình G, hình H. Chúng ta thấy là hình E là đang rải phân. Nó đang rải phân hữu cơ, rải khắp đều mặt ruộng. Rồi hình F là họ cho nước nó thoát, là dùng từ là tiêu nước đó tụi con. Rồi hình G là đang tỉa cây, tỉa bớt cây đi. Đó, cây nhiều rậm rạp quá, người ta tỉa bớt đi. Đặc biệt là tụi con thấy là mùa mưa đó, ngoài cây lương thực thực phẩm ra thì ngay trong mùa mưa tụi con thấy là những người làm ở công ty cây xanh họ cũng tỉa bớt để cây nó không có nặng, nó không dễ đổ. Đó. Rồi hình H là các bà đang vun xới hay đang làm cỏ. Thì tụi con thấy những cái việc đó là cái việc người ta gọi là chăm sóc cây trồng. Thì những công việc chăm sóc cây trồng là gồm tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới, tiêu nước và bón thuốc phân. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng công việc một. Rồi chúng ta tìm hiểu tỉa và dặm cây. Thì tụi con thấy mình có ruộng như thế này. Thì cái màu xanh lá cây á, là những cái cây tốt mà cái màu nó nâu nâu như vậy nè, là người ta biểu thị cho cái cây bị yếu và bị sâu. Thì khi mà cây bị sâu này thì người ta phải tỉa, đó, bỏ nó đi. Đối lúa người ta bứt bỏ đi. Còn ở nhà mình thấy là những cái lá nào hư thì mình bứt lá đúng không? Hoặc là mình cắt cái cành nó đi. Đó, đó là mình tỉa. Thấy chưa? Đó, tụi con thấy rồi đó. Rồi sau đó thì người ta bỏ thêm cây mới vô với lúa, tụi con thấy người ta sẽ dặm thêm vào. Để đảm bảo được khoảng cách của nó thì người ta gọi là dặm. Vậy, tụi con hãy coi thế nào là tỉa, thế nào là dặm cây. Và mục đích tỉa và dặm cây là cái gì? Đó, tụi con coi ha, quan sát tiếp hình. Thì sau khi tỉa tụi con thấy là gì? Nó thoáng đúng không? Và nó để lại những cái chỗ trống. Và những chỗ trống này nó rất là uổng thì người ta phải dặm thêm vô. Nên khi tỉa là tỉa những cây bị yếu đi và khi dặm thì dặm thêm vào để đảm bảo được khoảng cách của nó. Bởi vậy, tỉa dặm cây là gì? Đó là bỏ các cây yếu sâu bệnh. Mục đích của nó là loại bỏ cây bệnh, đảm bảo được mật độ. Rồi dặm là trồng vào chỗ cây chết mọc thưa. Mục đích của dặm là đảm bảo mật độ của cây. Tụi con thấy là nhân dân mình á, ông bà mình có câu tục ngữ là công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. Tụi con hiểu câu đó như thế nào? Thì tụi con thấy dù chúng ta cấy bao nhiêu đi nữa, thì đương nhiên chắc chắn trong quá trình thì những cỏ sẽ mọc theo. Tụi con thấy chưa? Và khi cỏ vậy, đương nhiên là cỏ cũng cần gì? Cần sống và nó cũng hấp thụ dinh dưỡng. Và khi hấp thụ dinh dưỡng vậy thì đương nhiên là làm cho cái cây lúa mình, ví dụ như mình đang trồng lúa đi, mình đang thì cây lúa của mình nó sẽ mất đi dinh dưỡng, nó không còn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Do đó người ta phải làm cỏ thì lúa mọc tốt mới cho được năng suất và chất lượng cao, nên người ta mới nói là công cấy là công bỏ và công làm cỏ là công ăn, là như vậy. Rồi bây giờ mình tìm hiểu qua cái công việc thứ hai, đó là công việc làm cỏ và vun xới.
tụi con quan sát hình 29A và B. Cái này đầu bài chúng ta đã được gợi ý rồi. Thì tụi con thấy là 29A là cô nông dân này cô đang làm cái gì? Và 29B, cái cô nông dân cũng đang làm cái gì? Đó. Thì để biểu thị được cái câu nói là gì? Công cấy là công bỏ và công làm cỏ là công ăn. Là chúng ta nhìn qua cái làm cỏ nguyên sới này. Thì hình A này là người ta đang làm cỏ. Và hình B này người ta đang là vun sới. Vậy làm cỏ vun sới là gì? Và mục đích của việc làm cỏ vun sới là như thế nào? Chúng ta cùng xem. Thì tụi con thấy là làm cỏ là diệt hết cỏ mọc xen cây trồng. Mục đích là loại bỏ cây dại và tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây trồng. Thấy tụi con thấy không? Tại vì nếu mà chúng ta để cỏ mọc như vậy thì sẽ là tranh chất dinh dưỡng của cây lúa mình trồng. Và nó mất che mất đi ánh sáng của cây, do đó cây phát triển không còn tốt nữa. Do đó người ta phải làm cỏ. Rồi một thời gian đương nhiên là đất đương nhiên sẽ mất dần chất dinh dưỡng. Và khả năng giữ đất và không còn nữa. Và khả năng cung cấp dinh dưỡng không còn như ban đầu nữa. Do đó người ta phải vun sới. Thì vun sới là gì? Là thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng. Mục đích của nó là gì? Là giữ cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxy cho cây, hạn chế bốc hơi nước. Con thấy không? Đó là cái mục đích của việc vun sới. Rồi, thầy nhắc lại ha. Làm cỏ là gì? Là diệt hết cỏ mọc xen cây trồng. Thứ hai, mục đích của làm cỏ là loại bỏ cây dại và tranh chất dinh dưỡng ánh sáng của cây trồng. Rồi vun sới là gì? Vun sới là thêm đất màu vào gốc cây. Đất màu là sao? Là đất có đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhớ ha, người ta gọi là đất màu. Làm đất tăng thêm độ thoáng. Mục đích của nó là giữ cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxy cho cây, hạn chế bốc hơi nước. Đó là chúng ta tìm hiểu qua làm cỏ và vun sới. Rồi, vậy cuối cùng mục đích chung của việc làm cỏ vun sới là cái gì? Chỉ đơn giản thôi là để gì? Cây, loại bỏ cây dại. Để cây nó không còn tranh chất dinh dưỡng của cây mình cần trồng. Rồi vun sới để mà giúp cây đứng vững, cung cấp dinh dưỡng, cung cấp oxy, hạn chế bốc hơi nước. Vậy thôi. Rồi, tụi con coi đây. Em hãy lựa chọn các nội dung sau. Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, diệt sâu bệnh hại, hạn chế bốc hơi nước, bốc mặt, bốc phèn, chống đổ. Đây là 4 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái để người ta nói lên mục đích chung của việc làm cỏ vun sới. Nhưng mà tụi con coi 5 cái này có câu nào là câu sai nè. Tụi con coi mục lựa chọn những nội dung này nè. Và nội dung nào chính là mục đích của việc làm cỏ vun sới? Thì tụi con thấy là mục đích của vun sới là diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước, bốc mặt, bốc phèn và chống đổ. Còn cái vấn đề diệt sâu bệnh hại thì không làm được. Tụi con thấy nha. Đó, do đó là cái đó là sai. Rồi, những điều cần lưu ý khi làm cỏ và vun sới. Thứ nhất, phải kịp thời. Không phải để cỏ nó mọc cho nhiều rồi chúng ta mới làm. Thứ hai là không làm tổn thương cho cây và bộ rễ. Khi mình làm cỏ, mình sung quá, mình lấy cuốc, mình cuốc sao hư cả cây và rễ của cây mình trồng. Và thứ ba là cần kết hợp với các biện pháp bón phân, bấm ngọn, tỉa cành và trừ sâu bệnh là thấy sâu là mình dịch luôn. Rồi ngoài các biện pháp trên thì trồng cây còn phải làm gì nữa nào? Đó là tưới nước. Và tưới nước thì đương nhiên là phải biết gì? Tiêu nước, thoát nước. Vì nếu tưới mà không thoát thì nước cây nó sẽ bị úng. Đó. Bởi vậy tụi con thấy là qua cái đó mình hiểu được cái câu nói là gì? Đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Đầu tiên là nước. Tụi con thấy không? Tưới nước là làm cái gì? Đó. Rồi chúng ta tìm hiểu.
Con thấy ông tưới nước cây sảnh đẹp như thế này này. Thì học kỳ một, học kỳ và cái đầu năm á, cái bài số 2 ở cái chủ đề đất trồng, tụi con đã biết được là nước có công dụng là gì? Hòa tan các chất hữu cơ để cho cây hấp thụ. Thì bởi vậy nên khi tưới nước vô thì nó mới hòa tan chất hữu cơ, cây hấp thụ được thì nó mới xanh, nó mới cho chúng ta được năng suất và chất lượng như thế này đây. Đó, tụi con thấy những cái sản phẩm rất là đẹp. Rồi, tụi con thấy nè, ví dụ cây trồng ở trên cạn, ví dụ chúng ta trồng cây mai hay gần Tết rồi, rồi chúng ta trồng hoa cúc vân vân, chúng ta trồng cây ớt, chúng ta trồng cây chanh, chúng ta trồng cà chua, thì cái giai đoạn cây trồng cần nhiều nước là giai đoạn nào? Đó. Ta quan sát. Thì cái giai đoạn cây cần nhiều nước là những lúc mà sao? Cây nó cần hấp thụ dinh dưỡng, giai đoạn mà nó đang phát triển, sinh trưởng. Rồi tụi con coi cái là dưa hấu và lúa thì cây nào cần nhiều nước hơn? Thì Việt Nam mình là đa số tụi con thấy là, tụi con quan sát ở đây dưa hấu nè, ở hình dưới là trồng lúa. Thì Việt Nam mình đa số người ta trồng lúa nước, do đó là cái lúa này nó cần nhiều nước hơn ha. Bởi vậy con coi này, tùy từng loại cây trồng, từng thời kỳ sinh trưởng mà nhu cầu về nước và phương pháp tưới nước của cây nó khác nhau. Tùy như thế. Nhưng mà tùy cái thời, từng cái thời gian sinh trưởng. Rồi. Vậy vai trò của việc tưới nước cho cây trồng là gì? Đó là đảm bảo đủ nước để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đó, cái vai trò là đảm bảo đủ nước cái đó. Và đủ nước rồi thì cây trồng sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Rồi tụi con có một câu trắc nghiệm như sau. Hãy khoanh tròn chữ cái đúng nhất. Nhóm cây nào cần nhiều nước? A. Lạc, khoai, cà, ớt, chè. B. Sắn, cà phê, cao su, ngô. C. Rau muống, cải, lúa, xà lách. D. Chàm, nhãn, khoai, sắn, lạc. Và chúng ta coi cây nào cần nhiều nước. Thử cái trải nghiệm của mình ha, mình đã nhìn, mình thấy trong cuộc sống của mình. À. Rồi thì câu đúng là câu C. Rau muống tụi con thấy đa số người ta trồng là dưới nước, thấy chưa? Cải, lúa và xà lách. Lúa, lúa nước, đó là những cái cây này nó cần nhiều nước hơn là những cây kia. Rồi chúng ta tìm hiểu qua đó là phương pháp tưới. Mình coi mình có bao nhiêu cái phương pháp tưới. Con coi hình A và hình B đây, nội dung trong tranh. Thì tôi thấy là đây là hai người nông dân, họ đang tát cái gầu sòng, họ tát nước đưa vào ruộng. Đó. Còn người này họ lấy nước, họ múc, họ đổ ngay gốc cây. Thấy chưa? Đó là người ta gọi là phương pháp tưới ngập. Còn bên đây là tưới gốc. À. Rồi, chúng ta thấy là người ta dẫn nước đi vào thấm vào luống rau, thấm từ từ. Con thấy không? Đó là gọi là tưới thấm. Và cái này tôi gọi thấy nó phun như thế này nè. Người ta gọi là tưới phun, phun mưa. À. Nên tùy loại cây, tùy theo thời gian sinh trưởng mà người ta có cái phương pháp tưới phù hợp. Thì nó có bốn phương pháp tưới ha, đó là tưới theo hàng vào gốc cây, rồi tưới thấm, tưới ngập và tưới phun mưa. Đó, tùy cây người ta có những cái phương pháp tưới thích hợp như thế. Rồi tụi con hãy ghi vào bảng các phương pháp tưới và nêu kỹ thuật tưới cho thầy. Ta coi đây. A, B, C, D. Hình A là tưới gì? Đó, hình B là tưới gì? Hình C là tưới gì? Và hình D là tưới gì? Và cái kỹ thuật tưới ra sao? Chúng ta nhìn thì chúng ta có thể nói được. Thì hình A là tưới ngập. Đó. Kỹ thuật tưới là cho nước ngập tràn mặt ruộng. Nên người ta lấy cầu sòng, người ta tát nước, người ta đưa vào. Cho ngập tràn mặt ruộng. Thứ hai là tưới vào gốc cây. Thì kỹ thuật tưới là tưới đều gốc cây. Thế thôi. Rồi, tưới thấm. Tưới thấm, kỹ thuật tưới là gì? Là nước đưa vào rãnh luống. Rồi, tưới phun mưa. Tưới phun mưa là sao? Là phun thành hạt tỏa như mưa. Tỏa như mưa ướt đều khắp mặt ruộng. Thấy chưa? Rồi, tiếp. Thì cái khi mà cây bị ngập này, thì người nông dân này phải làm gì đây? Tụi con quan sát hình cho thầy. Thì người ta phải biết cho nước nó tiêu bớt đi. Nó tiêu nước. Đó, thoát nước. Thì vai trò của việc tiêu nước hay là thoát nước là như thế nào? Đó là giúp
cây không bị thiếu oxy và tiến hành kịp thời và nhanh chóng. Tại nếu không vài cây sẽ bị úng, sẽ bị chết. Còn thấy chưa? Còn thấy như lúa chín nè. Đó. Và ruộng cái cấy nè. Rồi thì tụi con thấy giai đoạn nào nó cần tiêu nước. Hai cái giai đoạn này. Thì con thấy đó là giai đoạn lúa chín ha. Lúa chín người ta phải cần tiêu nước đi. Chứ không là lúa nó sẽ bị. Nó bị sao? Nó bị thối. Còn thấy chưa? Bị úng. Đó. Rồi tụi con coi cái coi là hãy cho cái ví dụ hệ thống tiêu nước. Thì con thấy một là sao người ta múc nước ra hoặc người ta bơm nước. Người ta có máy bơm người ta bơm nước ra ngoài. Hoặc là người ta múc nước ra từ từ. Đó. Người ta dùng kênh, ha, dùng luống hoặc là dùng cái máy bơm để người ta đưa nước ra. Rồi hoặc là người ta dùng cái hệ thống thủy lợi kiên cố hóa và trị thủy. Đó. Người ta có đường tiêu nước riêng. Tức là phương pháp hiện đại. À. Rồi tụi con hãy quan sát hình cho thầy và cho biết cái nội dung sau. Con thấy là người này đang phun trên lá. Vậy, tụi con thấy là bài chúng ta có một bài chúng ta đã học rồi. Ha. Đó là bón theo hốc, theo hàng, bón rải và phun trên lá thì áp dụng cách bón. Đó là bón theo cái thời kỳ bón nào. Thì thầy nói luôn đó là thời kỳ bón thúc. Thì chúng ta tìm hiểu thầy phần 4 la mã đó là bón thúc. Thì bón thúc là bón trong thời gian sinh trưởng của cây. Đó. Thì vai trò việc bón thúc là sao là giúp cho cây nó đầy đủ chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Rồi con thấy sau khi cây nó lớn lên thì sau thời gian lớn hấp thụ đương nhiên là nó sẽ sao? Nó thiếu chất dinh dưỡng. Đất nó sẽ chất dinh dưỡng nó sẽ không còn như ban đầu. Bởi vậy người ta phải bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. Thì kịp bổ sung đó người ta gọi là bón thúc. Đó. Thì bón thúc bằng loại phân gì để có hiệu quả và bón ở giai đoạn nào? Thì bằng phân hóa học. Ví dụ phân NPK, phân đạm hoặc phân kali hoặc phân hữu cơ nhưng mà đã hoai mục, có nghĩa là người ta đã mang đi ủ từ chất khó tan đó thành chất dễ tan, người ta gọi là phân hữu cơ đã hoai mục. À, thì phân hữu cơ đã hoai mục thì tụi con thấy là đây là loại phân mà nó khá nhiều chất dinh dưỡng. À, phân hữu cơ loại phân có nhiều chất dinh dưỡng và nó là phân sạch, có nghĩa là nó không có những chất hóa học gây hại cho cây. Đó, như vậy. Rồi chúng ta nhớ ha, các biện pháp tỉa và dọn cây chúng ta ôn lại một chút là bỏ các cây yếu, sâu bệnh, loại bỏ cây bệnh để đảm bảo mật độ. Rồi làm cỏ vun xới là diệt hết cỏ mọc, xen cây trồng, rồi loại bỏ cây dại và tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây trồng. Rồi thêm đất màu vào gốc cây, làm tăng thêm độ thoáng. Rồi giữ cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxy cho cây, hạn chế bốc hơi nước. Rồi còn tưới tiêu nước, đó là tưới nước là đảm bảo đủ nước để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Phương pháp tưới là có 4 phương pháp là tưới gốc, tưới ngập, tưới ngấm hoặc là tưới thấm hoặc là tưới phun mưa. Tiêu nước là giúp cây không bị thiếu oxy nhưng mà phải tiến hành kịp thời và nhanh chóng. Còn bón thúc là bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. Bón bằng phân, hóa học, phân hữu cơ đã hoai mục để đem lại cái hiệu quả cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Rồi để ôn tập thì thầy có một bài tập như sau. Tụi con hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành cái kết luận sau. Thầy có những từ như làm cỏ sinh trưởng yêu cầu của cây, phân hữu cơ, kịp thời tưới nước điều kiện và tiêu nước. Chúng ta coi ha, chăm sóc cây trồng phải tiến hành chấm chấm đúng kỹ thuật phù hợp với chấm chấm. Thì chúng ta điền số 1 là cái gì đây? Đó là kịp thời. Chăm sóc cây trồng phải tiến hành kịp thời đúng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của cây. Câu B, tùy theo mỗi loại cây mà áp dụng các biện pháp làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân phù hợp để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đó là kết luận như thế, tụi con nhớ thầy nha. Rồi chúng ta có những câu hỏi như sau. Loại cây nào thường được bón trên lá? Trả lời thầy coi. Chúng ta tự trả lời ha. Rồi bây giờ thầy sửa bài luôn. Đó là những cây rau xanh. Những cây rau, những hoa màu lẫn cây rau mà chúng ta ăn hàng ngày đó là thường là phun trên lá. Rồi những loại phân nào thường được sử dụng bón thúc? Chúng ta thấy là gì? Phân hóa học như là phân đạm, phân lân, phân kali hoặc là phân NPK.
hoặc là phân hữu cơ đã hoai mục, đó là phân đó được ủ đấy. Rồi tụi con nhìn hình và đoán sự việc là cái người nông dân họ đang làm gì đây, họ tưới dùng phương pháp tưới nào, đó là tưới thấm, người ta đưa nước vào để mà thấm ở trên các luống. Và cuối cùng là tụi con coi một công trình rất cần thiết trong trồng trọt là công trình gì, đó là tiêu thoát nước để cây không bị úng, còn nhớ ha. Rồi để hướng dẫn về nhà thì tụi con nhớ đọc và ghi phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 46, rồi trả lời câu hỏi cho thầy ở sách giáo khoa trang 46 luôn. Thì thay vì trả lời câu hỏi này thì có lẽ là thầy cho tụi con làm bài trắc nghiệm ha. Rồi đọc trước bài 20 và học thuộc bài 19 cho thầy. Rồi bài học của chúng ta hôm nay là hết. Cảm ơn tụi con, chúc các con luôn luôn khỏe mạnh, bình an. Chúng ta nếu mà có văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố thì tụi con sẽ đi học, thì mong là sẽ gặp lại tụi con. Rồi thôi, chào tất cả các con.